Chào mọi người, hôm nay anh sẽ làm cocktail classic lemon drop. Đây là một cocktail có rượu nền vodka. Thì ở đây là anh có vodka flavor với cả bưởi hồng, grapefruit. Thì vodka là rất nổi tiếng tại Nga và Ba Lan. Thì bản thân là hai quốc gia này đang tranh cãi với nhau là quốc gia nào là người làm ra vodka đầu tiên. Thì vodka cũng đang là một loại rượu mạnh phổ biến nhất trên thế giới. Và sau những cái năm sau năm 1950, thị trường Mỹ thì vodka cũng là dần dần lấy được vị thế và trở thành thương hiệu phổ biến nhất. Trước đó là rượu gin và whisky. Đó, chính vì whisky và gin nó phổ biến từ lâu trước đó ấy, thì nên là nhiều cocktail cổ điển liên quan đến whisky và gin nó có từ năm 1800 hay đầu những năm 1000 đầu thế kỷ 20. Nhưng mà vodka thì phổ biến sau một hơn, thì là những cái cocktail classic thường là nó có muộn hơn một chút. Đấy. Thì lemon drop cocktail là được lần đầu tiên làm có năm 1970 tại California. Thì nó có khá nhiều phiên bản, ví dụ phiên bản classic của nó thì là gồm có ví dụ là rượu vodka này, với cả orange liqueur, có thể là triple sec hoặc control, nước chanh vàng. Đấy, thì hay là cũng có những người làm theo kiểu khác, như là có thể dùng flavor citrus, citron vodka làm vị nước chanh ấy, với cả nước chanh với cả đường. Đấy, thì hôm nay anh muốn làm lemon drop cocktail với cả vodka vị bưởi hồng. Thế nó cũng là bưởi hồng có vị citrus và nó hơi khác rồi. Citron một tí chúng ta hãy thử nhá, anh nghĩ là sẽ rất là ngon đấy. Thì trước tiên chúng ta cần phải viền đường đã. Thì cocktail lemon drop nó cũng khá giống với cả một loại kẹo cũng có tên là lemon drop. Thì cái loại kẹo đấy thì là nó cũng được viền đường ở bên ngoài ấy. Thì anh nghĩ là nó có hai cái này nó có sự liên hệ với nhau ấy, tức là cái người sáng tạo ra lấy cảm hứng từ cái loại cocktail đó. Thì bây giờ anh cũng sẽ viền đường vào, nhưng mà anh cho thêm cái vỏ chanh vàng, kiểu như nó sẽ thêm cái vị citrus. Cho đường vào nhé. Viền đường để có cả chanh vàng. Nếu mà vodka thì cũng có rất nhiều loại cocktail dùng nền là vodka nổi tiếng khác như espresso martini hay là cosmopolitan shake on the beach, thì cocktail này cũng khá là nổi tiếng ấy, dễ uống ấy. Rồi mình cocktail này mình sẽ sử dụng phương pháp là lắc nhé. Đầu tiên anh sẽ dùng 40ml grapefruit vodka. Hai mươi ml control xin lít chứ. Sau đó là nước chanh vàng. Vị của nó cũng không cần phải quá ngọt bởi vì là mình đã có viền đường rồi. Tí mình sẽ có một chút đường mình cũng viền đi. Anh em có thể cho thêm một chút control nữa, tăng độ ngọt. Còn nó rơi khoảng độ là 30ml. Vậy công thức chốt lại là 40ml vodka, grapefruit, 30 control và 20 nước chanh vàng. Rồi, bỏ sả đá vào lắc.
mình lemon twist. Rồi các em ơi, đây chính là lemon drop cocktail nhé, làm bằng vodka vị quế hồng này. Xin mời.